Là tại sao Pháp hội Tâm Linh Uống Nước Nhớ Nguồn cho đốt vàng mã tiền giả, không cho đốt vàng mã tiền giả? Đạo Phật có cấm đốt vàng mã không, mà tại sao hiện nay một số chùa vẫn duy trì cho đốt vàng mã? Thì đây tôi nói là trong Đạo Phật không có đốt vàng mã. Trong Đạo Phật không có đốt vàng mã. Và ở đây thì cái Đạo Phật Nguyên Thủy vào nước ta lúc đầu cũng không có đốt vàng mã. Sau này do một cái tục của đạo khác, cái tín ngưỡng khác, tín ngưỡng dân gian chứ không phải tín ngưỡng của Đạo Phật. Và sang nước ta phổ biến do cái tín ngưỡng của người Trung Hoa, của Vương Dũ, từ cái thời mà nhà Đường đưa vào thì lạc vào trong nước ta, thì mọi người vào nước ta và nước ta còn sáng tác ra khủng khiếp lắm. Vừa rồi tôi thấy một số các mã họ còn đốt cả điện thoại, rồi đốt cả truyền hình đã đành, đốt cả điện thoại và thậm chí đốt cả cái chống Covid nữa. Tức là như vậy thì không biết là các cụ nhà ta dưới kia không có kịp làm cái hệ thống phát sóng không, chứ đốt vàng mã ở đây mà không biết sóng, mà cụ này không biết cách bấm bấm thì cũng toi. Mà ở dưới đấy lại phải chống Covid, vậy chả nhẽ con Covid nó còn có ma nữa. Cho nên là đây là cái việc mà ở Đạo Phật không có chuyện đó. Nhưng hiện nay một số chùa vẫn cứ đốt vàng mã. Đấy, và nói rằng trần sao âm vậy. Thì bây giờ nếu trần sao âm vậy thì bây giờ nếu đưa tiền giả cho các bác chắc các bác cũng không tiêu, đúng không? Vậy ở đây tôi có hỏi một số các chùa thì tôi hỏi tâm tình thôi. Thế thì các vị bảo bây giờ chính các sư cũng không tin. Nhưng nếu như không cho đốt vàng mã, thậm chí nhiều chùa hiện nay là làm dịch vụ. Ví dụ các bác đến cúng không cần mua bên ngoài đâu, mà ở chùa người ta đã làm sẵn. Thì cái tiền vàng mã ấy là lợi nhuận chính để thu nhập để cho các vị sư trong chùa. Và nếu như không cho làm đốt vàng mã thì cái chùa đấy nó chạy, Phật tử nó chạy sang các chùa khác. Cho nên các cái chùa ấy là tranh thủ cúng và đốt vàng mã chẳng qua là giữ chân Phật tử mà thôi. Còn nếu như không cho đốt vàng mã, họ sang cái chùa khác. Chứ còn thực ra các vị sư đó trong tâm họ cũng không tin là việc Đạo Phật đốt vàng mã. Do vậy ở đây thì tôi cũng nói thẳng là ở chỗ chúng tôi hàng mấy chục năm và cũng giao lưu với cả phần tâm linh hẳn hoi đấy. Và đốt vàng mã họ nhận được nhưng không dùng được thế nào cả, không tiêu được. Và chúng ta không nên cho người khác những thứ mà không dùng được. Thì đấy là cái câu mà chúng tôi nhắc lại. Có các chùa, một số chùa đốt vàng mã, cái đấy cũng là sai quy định của Phật giáo. Nhưng nhìn chung là họ chủ yếu là giữ chân các Phật tử mà thôi, chứ không có ý nghĩa gì về mặt tâm linh. Điều môn thứ hai gọi là tịnh vật. Tịnh vật chúng ta không thể cúng những cái đồ là nằm ở con ngựa, rồi là làm cái đồ dùng ở xe máy, ô tô, kể cả máy bay. Cái thế giới tâm linh mà nó đi bằng cái ô tô chúng ta thì có phải chết ngay. Có chúng tôi nhiều khi mời các gia đình lên, ông con cúng cho ông bố một cái ô tô, xong hỏi bố có nhận được không? Có nhận được không? Thế thì anh nhận xong là quần áo, có nhận được không? Nhưng bảo may mà ta không dùng, ta mà dùng được thì bây giờ ta cũng không về đây nói chuyện với bọn bay được. Bởi vì sao? Từ Sài Gòn cũng nếu đi bằng cái ô tô của bọn bay, nếu giả sử ô tô thật thì mấy ngày chứ ra nữa. Vừa rồi chúng bay khấn cái là ta ra nói chuyện, vậy thì cái nếu đi bằng ô tô không? Không đi bằng ô tô, giống như cái điện thoại ta bật lên nói chuyện ra reng là nói chuyện ngay. Vậy thì cái thế giới tâm linh họ đi đến giao lưu với người thân chúng ta không bằng cái phương tiện như ô tô, máy bay, rồi xe đạp để chúng ta cúng cho họ, không có ý nghĩa gì cả. Đấy, đồ mã không có ý nghĩa gì cả. Hai cái phương tiện, hai thế giới khác nhau, không dùng một chung một phương tiện nữa cả. Cho nên chúng ta có làm, thậm chí nhiều người còn cúng những con vật, xong là sợ con vật nó lại không có mắt, lại còn lấy cái nhang điểm nhãn này, rồi là điểm mồm nó kia cúng những con vật, rồi là ở đây này còn nếu mà đi cúng ô tô thì thằng nào lái, các cụ dưới đấy lại còn không có bằng lái nữa thì làm sao ra. Nếu như là dưới đấy có thật ấy thì nó phải có cái quy tắc, các cụ mà không có bằng lái ra đường công an bắt thì nó phạt về chuyện đi không có bằng lái, đúng không? Để xăng lại không có đi kiểu gì. Cho nên chúng ta cúng nghĩ cho vậy thôi, nhưng còn phương tiện của cái thế giới siêu hình không sử dụng những cái như chúng ta đang cúng. Và nhiều người lại còn thế này nữa cơ, lại còn cúng thần linh tổ địa, để cúng các vị ví dụ như táo công là ngày nào phải cúng ngựa này, xe này, thế nọ thế kia. Thế các cụ nhà nào, nếu như các cụ làm quan ở trong một cái địa phương, nhà nào cũng cúng bao nhiêu ngựa, thế ngựa để đâu cho hết,
mà ai thì chăn ngựa, vì nếu không có gì ăn thì nó chết. Mình kêu lên các cụ một cái đợt rằm ấy đó, nó kia là cúng hàng vạn gia đình cúng thì hàng vạn con ngựa, thì các cụ đi kiểu gì, ai chăn cái con ngựa đó, cánh đồng đâu mà chăn. Cho nên chúng ta cứ tưởng là cái thế giới đó là cũng như mình, cứ cúng ngựa để các cụ thích, cúng áo cụ thích. Nếu như những người là làm ở thế giới bên kia, cả ngựa xe mũ mão trang phục phải do cái thế giới đấy người ta làm, chứ không phải bây giờ mình thích làm cúng quần áo thế là họ cũng mặc như vậy. Nếu không có thì họ chết rét, hoặc không có thì họ khổ sở, không phải thế. Cho nên chúng ta không nên cúng những cái đồ mã, đồ giả, mà cúng tịnh vật là cúng những vật thật. Cúng vật thật là gì? Họ chứng minh cái lòng thật của mình thôi. Ví dụ như chúng ta biếu ông bà cha mẹ, chúng ta con này con biếu ông bà cha mẹ cái đồ này thì có khi ta chứng nhận cái mày ta bỏ đây, trong nay mai chứ thằng nào con cháu nào cần ta lại cho, như ta ghi nhận cái thằng này hiếu thảo lắm, nhớ đến ông đến bà tổ tiên, biếu cái này cái khác. Như vậy chúng ta cúng đồ thật, và đồ thật thanh tịnh. Và sau khi cúng xong, người ta lại mang những đồ vật đó, ví dụ như cúng cho các đại sĩ, chúng ta không nên cúng đồ mã, mà mua kể cả cái quần áo của đội chẳng hạn, cũng bộ đội cúng thật. Cúng xong các đại sĩ ở ghi nhận cái lòng thành, nhớ lại những cái hình ảnh lúc mình còn đi chiến đấu có những bộ trang phục, cúng xong nhân danh đại sĩ. Chúng tôi đã có nhiều trường hợp mời các ông đại sĩ về, kể cả ông là đại tá, kể cả tướng, xong hoan hỉ cười, xong bỏ đây bọn bay mang những cái đồ này, ví dụ như là quần áo này, rồi mũ mã, giày dép, mang đi đến biếu ông này ông kia, bảo nói rằng ba cháu là biếu các cụ và biếu cái hội cựu chiến binh, thì cái đấy người âm người ta lại rất là quan hệ. Cho nên chúng tôi khuyên là mọi người cúng tịnh vật nó là như vậy, và tịnh vật này là vật thật, đấy là món thứ hai để chúng ta cúng ông bà tổ tiên. Nếu không có tịnh tài tịnh vật cũng không sao. Bỏ dạo này chúng con làm Covid khó khăn, lương cơ quan không có, thì chúng con có lòng thành, thậm chí chúng ta múc chén nước lên, hoặc là một cái tấm bánh đúc lên cũng được, có sao đâu. Và chúng ta thấy tượng trưng là chúng ta luôn luôn nhớ đến ông bà, đến tổ tiên, đến liệt sĩ, thì người ta vẫn vui vẻ, không phải bắt chúng ta phải có cái này cái khác. Cho nên là tịnh tài tịnh vật có thì cũng không có, ta bằng cái lòng thành, ta nghĩ cái là bên kia nó thành mâm cỗ. Ở đây là những người có cái đạo lực cao, ta nghĩ ta truyền tâm là nghĩ ra một cái mâm cỗ, hoặc nghĩ ra cái đồ đẹp, cái gì trong đầu bên kia người ta nhận được cái tín hiệu đấy, người ta cũng nhận được ngay. Đấy, bây giờ người ta chúc nhau, các vị thấy bây giờ ngày Tết người ta không đến được chúc nhau, người ta mừng tuổi nhau, người ta vẽ, người ta sáng tác ra cái TikTok, sáng tác ra một cái video nhỏ nhỏ, hay là sáng tác ra người vẽ một cái hoa, xong người ta gửi qua mạng bên kia nhận được alo, xong là gửi lại một bàn tay vẫy này chào vân vân. Chúng ta vẫn làm điều đó mà, vậy ngay cả trần gian chúng ta còn đang vui vẻ với nhau được, thì làm sao chúng ta không gửi ý nghĩ thanh tịnh và đẹp đẽ lên thế giới xung quanh được. Cho nên là chúng ta có thể có cũng được, có chẳng qua là giáo cụ trực quan để giúp chúng ta nghĩ đến cái đó. Còn nếu không có, người ta vẫn nghĩ được. Ví dụ như cái nhạc sĩ, người ta nhắm mắt, người ta vẫn gửi với nhau những cái nốt nhạc bằng ký hiệu cũng được, bằng lời cũng được, hoặc người nghĩ trong đầu cũng có thể được. Cho nên là đây là tịnh tài tịnh vật, nó là vậy. Bạn Chi và một số bạn có hỏi là chào chương trình và chào tiến sĩ, cho em hỏi khi ra thăm mộ tổ tiên, nếu mang vàng mã ra đốt tại đây thì liệu tổ tiên nhà em có nhận được không? Bởi ở nghĩa trang thì nhiều vong linh lắm, bất vượng, liệu họ có tranh nhau vàng mã đốt của em đốt thưa chứ không? Đó, đây cũng là một câu mà rất nhiều các bạn băn khoăn. Bây giờ nghĩa trang thì đông, cũng như là đi chia phần ấy cho một cái đông ở một cái nơi tập thể đông người, mình đến mình chia ấy, thì có những người nó tranh vồ chia nhau, như một số chùa ấy bảo là đi chia lục Phật ấy, thế nào ông tăng với ông thầy để cầm một cái rổ bánh ấy, kẹo hay là oàn xôi chuối ra tung ra, bắt đầu nào dẫm lên núi trời ơi, dẫm lên hết ông nọ, dẫm lên ông kia, thậm chí dẫm lên cả xôi cả chuối cả oàn tung tóe ra, thì mang vàng mã ra các cái trang đốt thì cũng, nếu như chúng ta có con mắt thần nhãn thì cũng thấy tranh cướp tung tóe ra như vậy. Thì ở đây chúng ta nên nhớ thế này, không nên mang đồ cúng tế
cầu kỳ hoặc vàng mã ấy, rồi là phạn thực là cái thức ăn được, ra nghĩa trang làm gì? Bởi vì sao? Là về Phật âm những cái căn cơ còn gọi là sơ căn, căn cơ thấp kém, người ta thấy người ta cũng tranh cướp là một. Thứ hai là cúng rồi thì ra thức ăn, ra nghĩa trang ấy, nơi đó nó dễ nhiễm những cái vi khuẩn. Ở trong nghĩa trang nó có nhiều cái loại khuẩn lắm, vì người chết những cái tán khí bay ra và có nhiều vi khuẩn ở nghĩa trang không được thanh trừ, nó không được sạch sẽ. Chứ không phải nghĩa trang nó ngay cả bệnh viện có bệnh nhân vào là cũng phải tẩy trang tẩy uế ở kia, chứ nghĩa trang không mấy ai tẩy được. Chết thì khi người chết thì mang theo bao nhiêu bệnh tật để phân hủy các thứ, những cái thịt nó phân hủy thì bao nhiêu những thứ độc hại đó ra theo, thì chúng ta mang cái thức ăn ra nghĩa trang ta cúng. Kiểu âm thì đâu chưa biết, nhưng mà ruồi nhặng rồi chuột bọ rồi thì tất cả những cái phần mà vi trùng vi khuẩn nó ở nghĩa trang nó đầy nhiều lắm. Có thể nói là nghĩa trang là một trong những nơi nhiều vi khuẩn nhất, nhiều vi trùng nhất, song so với những cái môi trường khác. Vì môi trường là chôn ướp các cái xác chết mà. Do vậy đưa cái thức ăn ra đấy, gì thì gì nó cũng nhiễm, nhiễm bẩn vào đấy. Cho nên là chúng ta không nên đưa thức ăn cúng, đồ cúng ra nghĩa trang. Cùng lắm chúng ta đốt hương rồi là thắp các bông hoa thế thôi. Thế còn cúng thì chúng ta nên cúng ở nhà. Và thứ hai là càng không nên đốt vàng mã. Đốt vàng mã thì cũng nói thật là nhiều, chúng tôi giao lưu hàng 20-30 năm ở đây thì giao lưu với các vong, có nhiều 60-70% là nói rằng đốt thì cũng nhận được, nhưng đều nói một câu là không dùng được. Nhận thì có nhận mà không dùng được, vì cái thế giới tâm linh siêu hình, nếu họ có tiêu tiền họ phải tiêu bằng cái đồng tiền của người ta, cái hình thức của người ta, gọi là giống như mỗi quốc gia có một cách tiêu tiền khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là mỗi cảnh giới có một hình thức tiêu xài công đức giao lưu nó hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt những cái suy nghĩ của chúng ta cho các cõi giới tâm linh siêu hình. Do vậy chúng ta cứ nghĩ là trần sao âm vậy, trần đã gieo cái đồng tiền này thì ta cúng cũng như vậy. Nhưng ngay chúng ta đã mâu thuẫn rồi, chúng ta đang tiêu tiền, thậm chí đang tiêu tiền giả, là công an còn bắt, thì huống chi chứ tại sao chúng ta mỗi nhà in toàn tiền tiền giả chúng ta cúng là thế nào nhỉ? Tiền thật còn chả ai, huống chi tiền giả này bắt là phần âm ngân hàng âm tâm linh ấy, phải tiêu cái tiền mà tôi thích tôi in ra cũng được. Chúng ta thấy rằng cái hiệu in tiền giả, mỗi nhà một cái hiệu in tiền âm phủ. Thế thì cái ông giám đốc ngân hàng tâm linh nói đùa là nếu như giả sử như có một cái hình thức tiêu tiền thì ông giám đốc ngân hàng tâm linh ông cai quản làm gì, làm sao được. Cho nên ngay cả chúng ta đã thấy giả rồi, bắt cái ông giám đốc ngân hàng tâm linh cũng phải chấp nhận cái giả của chúng ta là sao nhỉ? Cho nên cái suy nghĩ trần sao âm vậy của chúng ta nó rất là thô thiển và nó không hiệu quả. Nhưng để cho chúng ta trụ vào cái quan điểm đó và cái phần vong của gia đình mình cũng trụ vào cái tiền đó, nhưng mang đi tôi đảm bảo nếu như mang đi là công an nó bắt ngay. Vì cái tiền nó giả, ngay chúng ta còn làm giả, huống chi cái thế giới đấy nó chấp nhận là sao cái tiền đến tiền giả. Cho nên là chúng ta không nên, kể cả trong nhà nhẫn nghĩa trang, không nên đốt tiền giả, đồ giả. Và càng không nên mang cỗ bàn ra, đồ lễ cúng ra nghĩa trang. Vì không những không dùng được mà còn nhiễm bẩn vào đó. Đó, để chúng ta nên lưu ý. Nếu như chúng ta mang về thì lại mang rước cái vi trùng vi khuẩn từ nghĩa trang về nhà. Còn để đấy thì bắt đầu là chuột bọ bắt đầu nó tranh nhau, nó bới lung tung ra tất cả các thứ thì nó cũng không được sạch sẽ cho nghĩa trang. Đấy, để chúng ta lưu ý. Có chăng chúng ta chỉ cắm cái bông hoa ở đó, hoặc thắp hương và cắm bông hoa cho nó thanh tịnh, cho đẹp. Chúng ta dọn dẹp xem là ở ngôi mộ có bị chuột nó đào không, rồi là rắn nó có làm tổ ở trong ngôi mộ không. Nhiều những ngày xưa có nhiều những ngôi mộ mà không được xây ấy, là có khi lại còn có ngâm nước ấy, thì còn có cá chê ấy,
nó còn đục vào trong ngôi mộ ấy, rất thứ. Nhưng bây giờ thì các cái hiện tượng chắc là ít hơn, nhưng mà nói chung chúng ta chỉ cần sửa trang cho nó sạch sẽ là được, để tránh đem những cái như bạn hỏi là đem vàng mã ra đốt, sợ các vong cướp nhau đó kia, thì tránh cái việc cướp, và cũng kể cả cướp nó không dùng được thì thôi chúng ta không nên đốt vàng mã ở các nghĩa trang đấy, thì vì nó không giúp ích gì cho cái thế giới tâm linh, mà có khi nó gây ra lộn xộn trong thế giới tâm linh, nó là như thế.